សូមបងប្អូនអរគុណបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមណែនាំបងប្អូនអំពីវិធីដុតមន់តាមបែបប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់បុរាណយើងណាបាទនេះគឺជាវិធីដុតមន់ដែលមន់ស្រែដែលយើងដុតដោយភ្លើងគប់ហើយនឹងប្រើឫស្សីដើម្បីដោតវាបាទបងប្អូនជួយនេះកម្មវិធីដុតវិធីដុតបងប្អូនស្គាល់តែឃើញការបង្វិលមន់បែបម៉ាស៊ីនបាទពេលនេះយើងប្រើវិធីថ្មីដែលចាស់ចាស់បុរាណយើងមិនសល់ទុកឲ្យយើងគឺយើងប្រើមនុស្សបង្វិលខ្លួនឯងបាទយើងប្រើឫស្សីបង្វ
mèn chẳng bảo sân bom ôn trong ban ở trong phơi đốt mòn thì xe sầm rạp chín năm thay ní bom ôn ai chạy tô một công càng nghiêm trong ban bà mòn thay bà mòn nó hai nước chỉ ở cứng non này dương vô cái phong dương vô cái phong câu chú đốt về bà đốt cái phong mà đốt cái phong rồi sang nhau bom ôn bà mở tới bom ôn thành nô ok vì phải thi mới đại là o bằng phốt đại thôi ở dương ban score làm phi thoa mà chiết này muôn à sót mong mong sót mong mong như bị sót mong tất tay của khmer ấy khmer à ăn hai kia lâu mà mồi bơ còn ngay như khlanh sọm của ơi trong nhà mình đây bà mình tích tiết trong nhà mà bom ôn mơ bà ở con